Em gửi đến các chị gái một mã siêu phẩm Được sale lên đến tận 50% luôn Áo được thiết kế toàn bộ là gen như thế này ạ Dây của nó là dây dạng thừng như này ạ Dây kép rất là chắc chắn và rất là đẹp luôn các chị gái nhá Đó, mà áo này được thiết kế bản 3 khuy cài Bản 3 khuy cài Các chị đừng quên là mã này thiết kế trên nền tảng là gen Nên là rất là đẹp này, rất là thoải mái, rất là thoáng mát nhé mọi người nha Đó, cái áo T110

từng đường kim mũi chỉ của nó rất là sắc nét luôn đặc biệt này có thanh chống cuộn nhá mọi người nha chống gập ạ à. đó cái áo không có gọng áo không hề có gọng mặc rất là thoải mái dễ chịu có một cái lớp lưới như này để nó nâng ngực ôm ngực tạo khe ngực cho mình nhá bên trong của nó toàn là bông y tế mềm thôi có lỗ thông hơi thấm hút mồ hôi nhá chị gái nha êm cực kỳ là êm luôn nhá mọi người ơi đó rất là êm rất là êm luôn đó và không có gọng các chị nhá không có gọng em có thể cầm nắm như thế này được luôn này các chị này đó cầm nắm như thế này được luôn này êm mềm các chị nhá đặt hàng cho em là mã T110 các chị nhá kèm màu các chị thích này kèm sai các chị mặc và kèm với cả số điện thoại nhé mọi người nha màu này là màu đỏ gạch này các chị này đó T110 màu này là màu xanh nhá màu xanh các chị nhá màu xanh rất là đẹp luôn đúng không ạ đó T110 kèm màu này là màu nâu các chị nhá màu nâu các chị đặt hàng cho em đúng cú pháp nhá nhân viên sẽ nhắn tin tư vấn thêm cho mọi người ạ đó T110 màu này là màu da Nhé, mọi người nhá màu da da sáng ạ à. và cuối cùng là màu đen các chị gái nhá màu đen ạ à.